Thưa quý vị, sáng nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Daiwa Việt Nam tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất dụng cụ thể dục thể thao tại khu công nghiệp Hòa Khánh. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung. Nhà máy sản xuất dụng cụ thể dục thể thao có vốn đầu tư 40 triệu đô la Mỹ, tương đương 930 tỷ đồng Việt Nam. Diện tích đất sử dụng 4 hectare là dự án thứ 3 của công ty trách nhiệm hữu hạn Daiwa Việt Nam tại khu công nghiệp Hòa Khánh, nâng tổng vốn đầu tư của đơn vị lên trên 90 triệu đô la Mỹ. Đây là dự án được Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại chương trình tọa đàm mùa xuân năm 2019. Thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn Daiwa Việt Nam có thêm nhà máy mới để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của Đà Nẵng. Dự án nhà máy sản xuất dụng cụ thể dục thể thao của công ty trách nhiệm hữu hạn Daiwa Việt Nam được khởi công xây dựng ngày hôm nay chính là một trong những kết quả cụ thể của quá trình hợp tác phát triển chặt chẽ giữa chính quyền thành phố với các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản trong thời gian qua. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng luôn đánh giá cao và đặt nhiều kỳ vọng đối với các nhà đầu tư Nhật Bản nói chung và công ty trách nhiệm hữu hạn Daiwa Việt Nam nói riêng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Daiwa Việt Nam cho biết, dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại với đầy đủ hệ thống nhà xưởng, văn phòng công trình phụ trợ kèm theo. Dự án sẽ được thi công trong vòng 13 tháng, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động tháng 1 năm 2022. Từ lúc ban đầu năm 2006 cho đến bây giờ thì chúng tôi luôn luôn được sự hỗ trợ của chính quyền thành phố và nhờ đó mà chúng tôi từng ngày vững mạnh và cho đến ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục mở rộng một cái nhà máy mới, một dự án mới. Đó cũng là nhờ thành quả nỗ lực hết sức của thành phố mà chúng tôi có được cái thành quả ngày hôm nay. Được biết trong năm 2020, Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã thu hút và cấp phép đầu tư cho 13 dự án mới vào khu công nghệ cao Đà Nẵng và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Trong đó có một dự án FDI với vốn đầu tư 60 triệu đô la Mỹ và 12 dự án trong nước với vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng.